Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên nồng độ cồn và ma túy dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát và ngăn ngừa các hành vi vi phạm. Từ ngày 27 tháng 8, theo chỉ đạo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 đã phối hợp chặt chẽ với Bến xe Mỹ Đình để triển khai công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho các tài xế và phụ xe. Đặc biệt, trong ngày 26 tháng 8, đội Cảnh sát Giao thông số 6 đã thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và test phản ứng ma túy ngẫu nhiên đối với nhiều tài xế xe khách trước khi họ xuất bến. Việc kiểm tra này không chỉ giúp phát hiện sớm các hành vi vi phạm, mà còn nhằm nâng cao nhận thức của các lái xe về sự quan trọng của việc tuân thủ quy định an toàn giao thông. Sử dụng ma túy, đặc biệt là đối với tài xế, là một hành vi hết sức nguy hiểm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, gây ảo giác và suy giảm chức năng nhận thức, dẫn đến nguy cơ cao gây tai nạn. Ngoài việc kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông còn chú trọng công tác tuyên truyền phát tờ rơi về pháp luật trật tự an toàn giao thông, đồng thời hướng dẫn các tài xế cách kiểm tra phương tiện, sắp xếp hành khách và hàng hóa một cách an toàn. Trung tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 cho biết, việc phát hiện nhiều tài xế sử dụng ma túy và vi phạm nồng độ cồn đã làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Đặc biệt khi tai nạn xảy ra với xe khách chở nhiều hành khách, hậu quả có thể rất nghiêm trọng cả về người lẫn tài sản. Trước thềm kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các đội Cảnh sát Giao thông đường bộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách phối hợp với các lực lượng như thanh tra giao thông và công an cơ sở để duy trì công tác phân luồng và hướng dẫn giao thông tại các nút giao trọng điểm, tuyến chính và cửa ngõ ra vào thủ đô. Mục tiêu của lực lượng chức năng là không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đảm bảo cho người dân di chuyển thuận lợi và an toàn trong kỳ nghỉ lễ. Từ đầu năm 2024 đến nay, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 đã phát hiện và xử lý 1.806 trường hợp vi phạm liên quan đến vận tải hành khách, với tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Các tổ công tác cũng đã tạm giữ 4 xe, 1.802 bộ giấy tờ và tước 141 giấy phép lái xe. Các vi phạm chủ yếu bao gồm dừng đỗ sai quy định 1.583 trường hợp, đi vào đường cấm 85 trường hợp và đón trả khách không đúng nơi quy định 53 trường hợp. Các biện pháp này đều nhằm nâng cao ý thức và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và trong suốt năm. Bi hài chuyện vừa xử lý nồng độ cồn, vừa hàn gắn hôn nhân cho người vi phạm. Trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội thường gặp không ít tình huống hài hước khi xử lý các vi phạm nồng độ cồn. Nhưng một câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải bật cười. Và có lẽ đây cũng là bài học đắt giá cho việc một người đàn ông giữ gìn mái ấm gia đình. Tại chốt xử lý nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, một thanh niên có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi bị xử phạt đã không kìm nổi cảm xúc và bật khóc nức nở. Cậu thanh niên này trình bày rằng vợ đã bỏ anh ta, đang chuẩn bị ra tòa làm thủ tục ly hôn và vì chán nản quá nên mới đi uống rượu. Một chiến sĩ từ đội Cảnh sát Giao thông số 7 chia sẻ. Tình huống bỗng trở nên bi hài khi vợ của thanh niên xuất hiện tại chốt, không chỉ để đón chồng mà còn thở dài thông báo rằng mình vừa phát hiện mang thai. Trước cảnh tượng này, các cán bộ tại chốt đã quyết định không chỉ xử lý vi phạm mà còn khuyên nhủ hai vợ chồng, nhấn mạnh trách nhiệm của thanh niên khi sắp trở thành cha. Vừa yêu cầu thanh niên ký vào biên bản nộp phạt, các cán bộ đồng thời hy vọng rằng câu chuyện sẽ giúp họ hàn gắn lại mối quan hệ, đặc biệt khi giờ đây hai người còn có một đứa con chung. Một cán bộ xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội Cảnh sát Giao thông số 7 chia sẻ. Duy trì kiểm tra nồng độ cồn trong suốt dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, với kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn dự kiến sẽ gia tăng. Để ngăn chặn vấn đề này, đơn vị sẽ duy trì hoạt động tuần tra và kiểm soát liên tục trong suốt thời gian nghỉ lễ.
Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phát động một chiến dịch cao điểm nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm an ninh an toàn và đấu tranh chống tội phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã triển khai các biện pháp tuyên truyền và giáo dục sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, các lực lượng sẽ tập trung vào việc điều phối giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển để tránh ùn tắc, kịp thời xử lý các vụ va chạm và tai nạn giao thông. Các vi phạm như dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng cách hoặc tình trạng nhồi nhét và chặt chém hành khách sẽ bị xử lý nghiêm. Đại úy Nguyễn Anh Đức từ đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 10 cho biết, sau khi lực lượng chức năng thắt chặt kiểm tra nồng độ cồn, tình trạng vi phạm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân cố tình vi phạm. Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra để giảm thiểu tai nạn giao thông. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, ngoài việc tăng cường tuần tra và xử lý vi phạm, đơn vị sẽ tập trung vào các lỗi vi phạm nghiêm trọng liên quan đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, với tinh thần không có ngày nghỉ. Theo kế hoạch, các đội công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cùng với 15 tổ công tác 141 và các tổ công tác đặc biệt của Công an thành phố sẽ tăng cường tuần tra và thường xuyên thay đổi vị trí, cũng như thời gian kiểm tra nồng độ cồn. Đồng thời, các hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng và gây rối trật tự công cộng sẽ được xử lý nghiêm và tội phạm đường phố sẽ được đấu tranh hiệu quả. Quốc hội đồng ý cấm tuyệt đối lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Sáng 27 tháng 6, tiếp tục kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 388 trên 450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Liên quan đến chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ, khoản 1 điều 4 của luật quy định bố trí tương ứng từ các khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và tiền đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông theo quy định của Chính phủ. Trước đó, tại báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trích lại một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Ý kiến khác đề nghị quy định rõ trích lại bao nhiêu phần trăm. Theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới, thực tế trong những năm gần đây, Quốc hội đã phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách 100% nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tỷ lệ phân bổ cho Bộ Công an và địa phương tùy thuộc vào nhu cầu từng năm, ông Lê Tấn Tới nói. Tuy nhiên, theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, quá trình thực hiện còn có khó khăn vướng mắc do chưa được quy định trong luật. Đến nay, nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính năm 2024 được Quốc hội quyết định bố trí nhưng vẫn chưa được cấp. Nguyên nhân do chưa rõ văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này. Sau khi luật này được thông qua, Chính phủ phải ban hành văn bản để quy định cụ thể đối tượng áp dụng, đối tượng được bố trí, các khoản được bố trí sử dụng kinh phí lập dự toán, giao dự toán và quyết toán kinh phí được bố trí trên cơ sở, tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để tạo thuận lợi, thống nhất trong quá trình thực hiện. Ông Lê Tấn Tới nói và cho rằng không phải sửa đổi bổ sung luật ngân sách nhà nước. Từ lập luận trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép giữ lại nội dung này và chỉnh sửa như trên theo đề xuất của Chính phủ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!